Vâng, thưa quý vị khán giả, mặc dù rất là bận rộn với những lịch trình giao lưu với lại truyền thông cũng như là gặp gỡ với lại người hâm mộ tại Việt Nam, thế nhưng mà diễn viên Avinash Mitrokhin, người đã đảm nhận vai diễn Jadis, chồng của cô dâu 8 tuổi, cũng đã dành thời gian có một buổi trò chuyện với khán giả của VTC14. Xin chào anh Avinash, rất vui được trò chuyện với anh ngày hôm nay. Xin chào. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi trò chuyện này, tôi muốn mời anh cũng như là mời khán giả chúng ta sẽ cùng xem qua một video clip ngắn sau đây. Nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt ngay từ lúc vừa xuống sân bay, cho đến khi có buổi gặp gỡ chính thức với người hâm mộ, hai diễn viên của cô dâu 8 tuổi là Avinash Mukherjee, nam diễn viên chính đóng vai chồng Anadi, và Smita Bansal, vai mẹ chồng, không khỏi xúc động. Xin chào Việt Nam. Trước sự chào đón và sự ấm áp mà mọi người dành cho tôi trong những ngày vừa qua, tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Nhờ vào chuyến đi này mà tôi đã cảm nhận được tình cảm tuyệt vời mà khán giả Việt Nam đã dành cho bộ phim Cô Dâu 8 tuổi. Trong chuyến tới thăm Việt Nam lần này, đại diện đoàn làm phim Cô Dâu 8 tuổi cũng cho biết phần tiếp theo của bộ phim vẫn đang được tiếp tục thực hiện tại Ấn Độ. Không ít người hâm mộ quả quyết sẽ xem hết bộ phim dù có mất nhiều thời gian đi chăng nữa. Dạ, thật ra thì bộ phim còn rất là nhiều phần và rất nhiều tập, em thì cũng chỉ có mới tới mấy phần đầu thôi. Và bộ phim này thì thật ra cái tiêu đề Cô Dâu 8 tuổi là rất là mới lạ, làm em rất là tò mò tại sao 8 tuổi có thể làm cô dâu được, nên từ đó em đã theo dõi bộ phim này, coi thử là bộ phim này nó sẽ diễn biến như thế nào và kết thúc ra sao ạ. Em muốn có xem bộ phim này bởi vì nó rất là phim rất là dài tập, em cũng cố gắng xem, mà thật sự nếu mà nó xem hết bộ phim thì thật sự là em chưa xem hết và em đang cố gắng xem và chắc chắn là sẽ xem hết bộ phim này ạ. Vâng, tôi có thể thấy rằng anh rất là vui vẻ với chuyến viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên của mình. Anh có thể tiết lộ chuyện gì sẽ xảy ra trong phần tiếp theo đang được thực hiện của bộ phim hay không ạ? À? Liệu là phim có kết thúc một cách vui vẻ hay không thưa anh? Tôi sẽ không nói cho bạn và mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra trong phần tiếp theo đang quay đâu. Các bạn buộc phải chờ đợi cho đến khi phần tiếp theo quay xong và được phát sóng thôi. Và tôi mong rằng là khán giả Việt Nam sẽ yêu thích phần tiếp theo của bộ phim như những phần trước đó vậy. Có thể nói khán giả đã dậy sóng khi biết về độ dài kỷ lục của phim Cô Dâu 8 tuổi. Anh có thể chia sẻ là anh đã nhập vai và diễn xuất như thế nào để không chỉ giữ chân mà còn lấy được không ít nước mắt của khán giả qua những cao trào của bộ phim không ạ? Là một diễn viên, tôi ý thức rằng mình phải nỗ lực để thử sức và trải nghiệm với những vai diễn khác nhau. Vai diễn Jadis, chồng của Anandi, đặc biệt ở chỗ là rất gần gũi với cuộc sống của tôi lúc đó. Và cũng may mắn là tôi đã được làm việc với một ekip làm phim rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc, nên là dường như không có khó khăn gì cả. Senior actors who have supported me all the way. While watching Balika Fakhu, many audience. Nhiều lúc xem phim chúng tôi rất tức giận vì những hủ tục và suy nghĩ lỗi thời của một số nhân vật trong phim. Ví dụ như là phải kết hôn khi còn rất nhỏ, hay là con gái thì chẳng cần phải đến trường. Cho tôi hỏi đó có phải là hiện thực ở đất nước của các bạn hay không? See films and. Phim ảnh nói chung là tấm gương phản chiếu những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Những điều mà các bạn nhìn thấy ở trong phim quả thực đã từng xảy ra cách đây 10 năm, 20 năm trước. Thế nhưng may thay đến giờ thì đã không còn tồn tại nữa. Người Ấn Độ hiện nay suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, nhất là những người dân ở thành phố lớn hay là thủ đô. Họ không giữ lại những tập tục không hợp lý với xã hội hiện đại. Tuy nhiên, thì ở một vài nơi như ở nông thôn chẳng hạn, vẫn còn một số ít người vẫn giữ những quan niệm cũ như ở trong phim. Nhưng mà tất cả cũng đang dần thay đổi. Đặc biệt là trong giáo dục, hầu như người dân Ấn Độ nào hiện nay cũng đều nhận thức được rất rõ là phải cho con mình đến trường. Vì giáo dục sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng cho cuộc sống. Và số liệu thống kê cũng cho thấy là số lượng các bé gái từ 4 đến 15 tuổi được đi học đã gia tăng đáng kể trong những năm vừa qua.
Rất nhiều khán giả ở Việt Nam đang mê mẩn bộ phim này. Theo anh thì thông điệp mà bộ phim muốn truyền đạt đến người xem là gì ạ? Đó chính là chúng ta phải cần lực phản đối những hủ tục vẫn còn tồn tại trong xã hội như nạn tảo hôn chẳng hạn. Và chúng ta cũng biết rằng cô dâu 8 tuổi được đầu tư và chăm chút rất kỹ lưỡng về mặt hình ảnh. Nên là khi xem, các bạn sẽ thấy các cảnh quay rất đẹp. Và mặc dù là Ấn và Việt cách nhau rất xa, chúng ta cũng bất đồng về mặt ngôn ngữ. Thế nhưng các khán giả Việt Nam đã rất yêu quý chúng tôi, và tôi cũng yêu quý các bạn. Nên thông điệp tiếp theo đó chính là có thể kết nối trái tim của mọi người lại gần nhau hơn. Bollywood được nhắc đến như là một kinh đô điện ảnh lớn thứ hai trên thế giới. Thế nhưng vì nhiều lý do, phim Bollywood vẫn chưa được phổ biến lắm tại Việt Nam. Anh có nghĩ rằng cô dâu 8 tuổi đang mở màn cho sự tấn công của Bollywood vào thị trường phim Việt hay không ạ? I hope so, because tôi hy vọng như vậy vì quả thật là có một chút thất vọng khi tôi nói với các bạn Việt Nam tên của một ngôi sao Bollywood rất nổi tiếng và hầu như các bạn không biết. Thế nên tôi rất muốn là bộ phim Ấn Độ sẽ được đến với khán giả Việt Nam nhiều hơn. Hiện nay thì phim Cô Dâu 8 tuổi đang có một dấu ấn mạnh trong lòng người hâm mộ. Và tôi hy vọng rằng phim Cô Dâu 8 tuổi sẽ là một trong những phim mở cánh cửa rộng hơn cho phim truyền hình và điện ảnh Bollywood đến với khán giả Việt. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi và chúng tôi rất hy vọng rằng anh sẽ có những ngày thật đẹp tại Việt Nam. Xin chào, Antonio Cagbert.